tiết mục tiếng thơ quý vị và các bạn thân mến trong chương trình tìm trong kho báu lần trước chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị thính giả kỳ thứ nhất khi cùng nhìn lại di sản văn chương của nhà thơ Hàn Mặc Tử có lẽ một trong những bài phê bình đầu tiên về thơ Hàn Mặc Tử chính là bài viết của Hoài Thanh trong tuyển tập thi nhân Việt Nam dù những nhận xét về từng tập thơ cụ thể có khác nhau song không thể phủ nhận vẻ độc đáo riêng biệt lạ lùng của hàn mặc tử nhất là với tập thơ điên hoài thanh đã viết một tác phẩm như thế ta không thể nói hay hay giờ nó đã ra ngoài vòng nhân gian nhân gian không có quyền phê phán ta chỉ biết trong thơ cổ kim không có gì kinh dị hơn ta chỉ biết ta đang đứng trước một người sượng sần vì bệnh hoạn, điên cuồng vì đã quá đau khổ trong tình yêu. Cuộc tình duyên ra đời với hương thơm, hấp hối với tập mật đắng, cho đến máu cuồng và hồn điên thì đã chết thiệt rồi. Nhưng khí lạnh còn tỏa lên nghi ngút. Sau Hoài Thanh, các nhà phê bình thuộc các thế hệ kế tiếp còn tiếp tục khẳng định sự độc đáo của thế giới thơ hồn thơ hàn Mạc tử. Sau đây mời quý vị thính giả cùng nghe bài viết hàn Mạc tử một hiện tượng độc đáo trong tư duy thơ Việt Nam. Thơ hàn mặc tử thủa ban đầu mang đậm dấu cổ thi, chất trữ tình trong thơ ông là chất trữ tình cổ điển với lối so sánh ước lệ và thể thơ đường luật. Tuy nhiên, dẫu bắt đầu bằng những khuôn mẫu, nhưng thơ của tử đã mầm bóng xuất hiện những phá cách đầy táo bạo. Bóng nguyệt leo xong giờ dẫm gối, gió thu lọt cửa cọ mài chăn. Thức khuya. Từ những năm 30 của thế kỷ, trong tư duy nghệ thuật của mình, Hàn Mặc Tử đã có ý thức đi tìm cái lạ và nung nấu thi hứng sáng tạo ở một cường độ cao. Tôi đã sống mãnh liệt và đầy đủ, sống bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng hồn. Tôi đã phát triển hết cả cảm giác của tình yêu. Tôi đã vui buồn hờn giận đến gần đất sự sống. Thế giới nghệ thuật trong thơ Hàn Mặc Tử vô cùng phong phú và đa dạng như ông đã từng nói. Vườn thơ của tôi rộng dinh không bờ bến, càng đi xa càng ớn lạnh. Trong bài hàn mặc tử một tư duy thơ độc đáo nhà phê bình văn học đỗ lai thúy cho rằng nếu thế lữ lưu trọng lư nguyễn bính là dòng lãng mạn thuần khiết nếu xuân diệu và nhất là huy cận là dòng lãng mạn được cườm vào những yếu tố tượng trưng thì hàn mặc tử là hài hòa của lãng mạn tưởng tượng thậm chí siêu thực nữa có lẽ chính từ cuộc sống mỏi mòn trong bệnh tật cô đơn trong bóng đêm hoang hoài đầy ác mộng ẩn ức ám ảnh giữa thực và mộng của ông đã thăng hoa từ vô thức mà bừng lên những hình ảnh siêu thực trên cái nền lãng mạn không gian dày đặc toàn trăng cả tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng nước hóa thành trăng trăng ra nước lụa là ướt đẫm cả trăng thơm Đọc thơ của Hàn Mặc Tử, có khi người ta cảm thấy bất rất kinh khủng bởi lối nói đậm vẻ phương Đông vừa lộ liễu vừa kín đáo. Thơ ông không áp đặt người đọc phải cảm nhận những gì ông cảm nhận, những con chữ chỉ đóng vai trò đòn bẩy là phương tiện mở ra những liên tưởng độc đáo, làm bật lên cảm xúc riêng biệt trong mỗi người. Từ đó mà ta đón nhận những mỹ cảm một cách tròn đầy hơn mà reo lên thích thú. Đôi bàn tay của một con người mắc bệnh phong đang co quắp vì đau đớn. Nhưng càng đau đớn, đôi bàn tay ấy càng khát khao thèm muốn nếu giữ lấy cuộc đời, nếu giữ lấy tình đời. Dường như nhà thơ cố dồn hết sức lực của mình vào đôi bàn tay để duyết, để níu, để giang dịt với cuộc đời. Và cũng có những lúc đôi bàn tay ấy xòe ra thật rộng nhà thơ như cởi hết lòng để yêu để viết và để hòa mình với thiên nhiên với cuộc đời thơ mộng cởi thơ cởi mộng cởi niềm yêu thương ngủ với trăng nhà thơ đã mở rộng túi thơ của mình để đón nhận và để dâng hiến nói chuyện tâm hồn mà vẫn giản dị như đời thường ngay cả trong những câu thơ hay nhất mang chiều kích rộng lớn bao la của vũ trụ ông vẫn dùng cách nói như thế áo ta rách dưới trời không vá mà bốn mùa trăng mặc vải trăng lang thang giáo sư lê đình kỵ đã nhận xét không ai ngoài hàn mặc tử có thể viết như thế câu thơ mang chiều kích của vũ trụ mà vẫn tự nhiên như không, siêu thoát mà vẫn trần tục với chuyện rách dưới, vá víu, vải vóc. Một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tài năng nghệ sĩ là cái lạ, cái độc đáo. Thơ ca Hàn Mặc Tử lạ trong cách suy nghĩ, lập ý, so sánh, trong cách dùng từ ngữ hình ảnh. Và cái lạ nhất là một con người phải trải qua những nỗi đau thể xác và tinh thần ghê gớm như vậy nhưng giọng thơ nói chung không bi quan mà luôn mơ ước hướng tới thế giới vĩnh hằng tứ thời xuân non nước bên những vần thơ điên loạn và ngập tràn ý tưởng của hồn trăng và máu người ta còn biết đến những bài thơ trong sáng như ca dao ngọt lành như trái chín với cái nhìn trẻ trung lãng mạn mà bí ẩn của thi nhân. Đó là nhân vật trữ tình của một thời, 21 tuổi, tuổi như hoa. Với bao hy vọng của tuổi trẻ, ra đời ta thấy đời vui sao, đầy cả say sưa với ngọt ngào. Lúc ấy lòng ta như dạo rực, bâng khuâng thèm uống rượu quỳnh dao chạy theo hạnh phúc. Hàn Mặc Tử đã gắn bó tâm hồn mình với thiên nhiên đất nước, với những không gian đã từng chứng kiến bao kỷ niệm vui buồn được mất trong cuộc đời và tình duyên của thi nhân. Lạ lùng thay, với Hàn Mặc Tử, những địa danh cụ thể cũng trở thành huyền ảo, cũng nên thơ với Đà Lạt Trăng Mờ, đây thôn vĩ dạ, phan thiết, phan thiết. Tình quê hương trong cách cảm cách nghĩ của thi sĩ không chỉ là tình người tình đời như thơ nguyễn bính hay là bức tranh quê như trong thơ bàng lá lân anh thơ mà là tiếng vọng của tâm linh với những hình ảnh gợi cảm giàu nhạc điệu mây chiều còn phiêu bạt lang thang trên đồi quê gió chiều quên ngừng lại dòng nước luôn trôi đi ngàn lau không tiếng nói lòng anh giường đê mê. Tiếng buồn trong xương đục, tiếng hờn trong lũy tre, dưới trời thu man mác bàng bạc khắp sơn khê. Tình quê Mùa xuân chín và đây thôn vĩ giả là những bài thơ nổi tiếng của Hàn Mặc Tử. Với mùa xuân chín, thiên nhiên trong thơ như không có đường viền trong cái không gian khoáng đạt phóng túng ấy ẩn náu một cái tôi trữ tình tài hoa đầy dự cảm của thiên nhiên trong làn nắng ửng khói mơ tan đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng sột soạt gió trêu tà áo biếc trên giàn thiên lý bóng xuân sang sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời bao cô thôn nữ hát trên đồi ngày mai trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Ngày 11 tháng 11 năm 1940, Hàn Mặc Tử đã chút hơi thở cuối tại nhà thương Quy Hòa. Ngôi sao ấy xẹt qua bầu trời thi ca Việt, nhưng đã kịp để lại vầng sáng lạ lùng và dữ rồi. Nửa đời người chưa qua hết, nhưng hàn bạc tử đã làm tròn sứ mệnh của mình để lại cho nền văn học việt nam một đời thơ giá trị trong những điểm độc đáo của thơ hàn mặc tử là mạch liên kết của các bài thơ thường phi tự sự phi logic mà đi theo một dòng tâm tưởng bất định điều ấy không chỉ đến trong những bài thơ đậm chất siêu thực như huyền ảo đà lạt trăng mờ mà ngay cả với những bài thơ trong trèo vào loại bậc nhất như đây thôn vĩ dạ hay mùa xuân chín thì lối liên kết ấy trong từng tác phẩm vẫn rất nhất quán mời quý vị thính giả cùng thưởng thức lại thi phẩm nổi tiếng mùa xuân chín qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú vũ kim dung sột soạt gió chiêu tà áo biếc trên dàn thiên lý bóng xuân sang sóng cỏ xanh tươi gần tới trời bao cô thôn nữ hai ngày mai trong đám xuân xanh ấy có kẻ theo chồng bỏ cuộc chừng núi hồn hền như lời của nước mây thầm thị với ai ngồi dưới chúc nghe ra ý vị và thơ ngây khách xa gặp lúc mùa xuân

kể từ khi hàn mạc tử qua đời đã có rất nhiều công trình bài viết nghiên cứu về thơ ông với các góc nhìn cách tiếp cận và thậm chí là những nền tảng lý thuyết khác nhau một trong những hướng đi để giải mã thế giới thơ hàn mạc tử là dùng các lý thuyết của phân tâm học sau đây qua cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và phó giáo sư tiến sĩ đỗ lai thúy chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến của một chuyên gia hàng đầu trong việc áp dụng phân tâm học vào tìm hiểu các tác phẩm văn chương. Vâng, thưa phó giáo sư tiến sĩ Đỗ lai Thúy, à, từ lâu nay trong giới học thuật thì mọi người vẫn biết để ông như là một chuyên gia về phân tâm học, người đã bắt những cái nhịp cầu từ lý thuyết phân tâm học để soi chiếu vào thế giới thi ca của nhiều tác giả Việt Nam. Vậy thì lần này đối với trường mà hai mặc tử với những cái biểu đạt về tính dục và nhục cảm mà trong thơ hai mặt tử thì theo ông có thể dùng lý thuyết phân tâm học để giải thích hoặc là chỉ ra những cái điều gì đó về phong cách nghệ thuật của nhà thơ hay không? nói chung con người hàn phật tử thì cũng không phải là điển hình trong một cái ca mà có thể sử dụng phật tâm học và phân tích tuy nhiên thì đối với bất cứ nhà thơ nào cũng có thể có đôi chút được phân tâm học tại vì phân tâm học nó là một cái nét tương đối phổ biến trong mỗi một con người đặc biệt là đối với nhà thơ đối với hàn phật tử thì những cái dấu ấn của phân tâm học trước hết nó ở những cái cảm xúc tình yêu và nó nặng về mặt sắc thịt đặc biệt rõ nhất là trong cái bài bén lẽ thế thì theo tôi thì có thể là có hai lý do lý do thứ nhất tức là hàn mặc tử ảnh hưởng của các nhà tượng trưng đặc biệt là Baudelaire với cái tập ác hoa này. và trong cái tập ác hoa Baudelaire cũng nói rất nhiều về tính dục mà nói một cách rất là tháo bạo cái thứ hai nữa tức là bản thân hàn mặc tử cũng là một người từ khi mà bắt đầu bị bệnh phong ấy. Thì tức là những cái tác động của Bình Phong đối với thể xác của Hàn Mặc Tử. Vì thế cho nên ông rất là quan tâm đến những cái vấn đề về thể xác. Một ý nữa tức là vì Bình Phong như thế cho nên mặc dù Hàn Mặc Tử yêu rất nhiều, những cái tình yêu đó thường là bị thất bại sau khi mà người ta phát hiện ra Bình Phong. Ví dụ như Mộng Cầm, sau khi mà biết là Hàn thử Tử mắc Bình Phong theo Mộng Cầm là không còn yêu Hàn phật Tử nữa. Điều đó có thể thấy rõ đặc biệt là trong cái bài thơ Phan Thiết Phan Thiết thế thì như vậy thì cái tình yêu rất là mãnh liệt nhưng mà lại không có được cái sự trung độn về mặt thể xác vì thế cho nên tạo ra một cái ẩn nứt rất là lớn trong những vấn đề tình dục quan mật tử và trong thư an bằng tử vì thế nó cũng có những cái ám ảnh về mặt tình dục đặc biệt là về phương diện thể xác là những điều mà cũng có thể giải thích được à, vâng theo tôi biết thì cái chết cũng là một định đề được lý thuyết phân tâm học khá là quan tâm theo ông thì những ám ảnh về cái chết đã được thể hiện như thế nào trong thơ Hàn Mặc Tử cũng vì bị mắc bệnh phong đấy thế cho nên là trong thơ Hàn Mặc Tử thì là cũng bị ám ảnh bởi cái chết những cái biểu tượng ở trong thơ Hàn Mặc Tử mà tôi cũng đã nói đến đấy tức là trăng hồn và máu đấy cũng là kết quả của cái bệnh phong bệnh phong thì theo giải thích của ông Trần Thanh Mai thì ông thường nói rằng tức là con vi trùng hủy đấy tức là nó thường hoạt động mãnh liệt nhất trong mùa trăng. Vào những mùa trăng thì là những người mà bị mắc bệnh phong thường là rất là đau đớn vì do cái sự gầm nhấm của cái con vi trùng này. Và khi đã bị vì thế cho nên là bị ám ảnh bởi cái mùa trăng, bị ám ảnh bởi mặt trăng. Và khi mà bị như thế thì thường là tuế máu, thậm chí đau đến ngất đi mà cái trạng thái ngất đi đó chính là cái trạng thái kiểu xuất hồn vì thế cho nên trăng hồn và máu trở thành ba biểu tượng ám ảnh và đồng thời là cũng tượng trưng cho cái chết tóm lại đó chính là cái ám ảnh của cái chết đối với sơ và thực tử tuy nhiên hàn mục tử trong đối với cái chết ấy, thì bao giờ là ông có thích hai mặt nó cũng giống như là đối với vấn đề tình dục ấy. một mặt tức là ông là người theo kỳ giáo cho nên cái chết đối với ông quan điểm nó cũng không phải là cái gì đó Gớm ghét như thế là với những người vô thần cái thứ hai nữa tức là cũng có thể nói tức là rất là hoảng sợ trong khi chờ đợi một cái chết đen. Đấy chính là tính hai mặt. Và khi chính cái tính hai mặt như thế nó làm cho cái ám ảnh nó lớn hơn và tạo ra một cái sự hấp dẫn hơn trong thơ hoặc tử. À, xin trân trọng cảm ơn ông. chuyên mục Chuyện cũ tích xưa Trong mục Chuyện cũ tích xưa lần trước Chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị thính giả phần đầu bài viết của Quách Tấn tưởng nhớ về Hàn Mạc Tử. Trong mục Chuyện cũ tích xưa lần này, chúng tôi mời quý vị tiếp tục nghe những trang hồi ức tiếp theo của Quách Tấn kể về những mối tình trong cuộc đời Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử có một người yêu ở Phan Thiết, bí danh là Mộng Cầm. Hai bên đã nặng lời thề thốt trăm năm cùng già. Cuộc tình duyên này rất thơ mộng, rất đậm đà thắm thiết. Ít ra cũng đậm đà thắm thiết về phần tử và đã thể hiện nơi nhiều văn thơ trong hai tập thơ điên và xuân như ý nhưng sau khi tử lâm bệnh hiểm nghèo thì mộng cầm đi lấy chồng gieo vào lòng tử một nỗi buồn thương vô hạn mộng cầm không phải mối tình đầu của tử khi làm việc ở sở đạc điền tử yêu một thiếu nữ con một viên chức cao cấp nhà ở cùng một con đường với tử Đàng tên là Hoàng Cúc, không đẹp nhưng thủy mị, có duyên, giữ cốt cách và phong độ một cô gái quê. Tử yêu tha thiết nhưng tính vốn rụt rè, bẽn lẽn, nên chỉ đứng xa mà chiêm ngưỡng mà bộc bạch nỗi lòng cùng thơ. Thầy thầy đều gửi gắm trong tập Gái quê. Khi tử trở về Quy Nhơn để lo việc xuất bản tập Gái quê, thì cụ thân sinh hoàng cúc hưu trí nàng theo gia đình về quê hương cựu thần kinh tử coi việc hoàng cúc rời quy nhơn chẳng khác gì đi lấy chồng ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ em lấy chồng rồi hết ước mơ tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng ngồi lên để thả cái hồn thơ em lấy chồng năm 1939, tử nhận được một phiến phong cảnh với lời hỏi thăm sức khỏe do Hoàng Cúc gửi. Để tạ lòng cố nhân, tử soạn bài Đây Thôn Vĩ dạ, Giả, gửi ra tặng Hoàng Cúc. Hoàng Cúc và Mộng Cầm là hai người tử yêu lúc còn đương là chàng trai khí huyết. Người yêu tử sau Mộng Cầm là Mai Đình, người Thanh Hóa, con một tùy viên làm việc ở Phan Thiết khoảng cuối năm 1937, Mai Đình qua Quy Nhơn cùng một người bạn là Trần Kiên Mỹ đến thăm tử. Tử không tiếp. Xong để đáp lại tấm lòng người phương xa, tử gửi tặng nàng một tập gái quê. Ở Nha Trang, một người bạn giới thiệu tôi cùng Mai Đình. Nàng nói chuyện với tôi như với người đã quen biết từ lâu phê bình thơ gái quê xong, nàng tỏ thật nỗi lòng. Ban đầu biết tử thì hết sức thương cảm. Sau khi đọc tập thơ, nàng yêu tử vô cùng. Bài Biết Anh làm tặng tử nàng gửi qua tôi. Tôi còn nhớ những câu. Còn anh, em đã biết anh đâu. Chỉ cảm vần thơ có những câu. Âu yếm say xưa đầy cả mộng xui lòng tơ tưởng lúc đêm thâu tôi gửi thư cho tử kèm theo bài thơ của mai đình tử xúc động làm bài lưu luyến tặng mai đình nhờ tôi trao lại đi ngang qua đời tình ái của hàn mặc tử đồng thời cùng mai đình còn một người nữa đó là ngọc sương người thu xà là dì ruột mộng cầm và chị ruột bích khê Hai chị em lúc bấy giờ mở trường dạy học ở Phan Thiết. Bích Khê làm quen cùng Hàn Mặc Tử rồi trở nên thân là do Mộng Cầm. Khi Mộng Cầm phụ tình tử đi lấy chồng, Bích Khê rất giận. Và để an ủi tử trong khi bị tình phụ, Khê nghĩ ra được một kế. Năm 1938, Bích Khê ra thăm tặng tử một phiến ảnh bản thân của khê chụp chung cùng chị và giới thiệu ngọc sương với tử ngọc sương là người có học thức có văn phong dung mạo lại phảng phất giống bích khê vốn yêu bích khê tử yêu luôn người phảng phất giống nhưng không dám nói ra một hôm ngồi ngắm phiến ảnh tử không cầm lòng bèn thốt ra thành bốn câu thơ rằng ta đề chữ ngọc trên tàu lá, xương ở cung thiềm gió chẳng thôi. Tình ta khuấy mãi không thành khối, nư giận đòi phen cắn phải môi. Người Ngọc Bích Khê giả lờ không hay không biết, cũng không cho chị biết. Câu chuyện không lọt ra khỏi vòng trí thân. Ngọc Sương mãi đến gần một năm sau mới biết do mai đình đã đọc bài thơ kia cho chị nghe tình của ngọc sương chỉ thoáng qua trong đời tử tình của mai đình tuy không hời hợt nhưng không ăn sâu vào lòng tử song cả hai đều là ngọn gió mát thổi qua cuộc đời đương bị đau khổ nấu nung Tới đây, thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu hôm nay của ban văn học nghệ thuật VOV6 đã hết. Mời quý vị và các bạn đón nghe những chương trình tiếp theo vào thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những người thực hiện chương trình: nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hương Giang và biên tập viên Đỗ Anh Vũ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày bằng thảo dược. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục thảo dược hiệu quả cho người bị trào ngược dạ dày và đau dạ dày. Ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục lắng nghe hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày của một vị thính giả đã theo dõi chương trình từ lâu, đó là ông Nguyễn Văn Hội ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Kể về quãng thời gian mắc bệnh, ông Hội chia sẻ: Tôi bị đau dạ dày khoảng năm 2006 sau khi nội soi tôi bị viêm loét dạ dày cái vùng hang vị trào ngược dạ dày rất nặng loét cả thực quản tôi thấy đau ở cái vùng bên trái dưới sườn và thỉnh thoảng thì nó có một cơn đau quặn ở hơi ở chua và cảm thấy rát cái vùng thực quản nơi bên ngực này Vâng thưa quý vị, ông hội uống thuốc theo đơn của bác sĩ kê một thời gian dài thì bệnh cũng có đỡ, nhưng cứ hễ dừng thuốc là trào ngược và đau dạ dày lại không mời mà đến. Nghe mọi người mách uống nghệ với mật ong, ông hội thử làm theo nhưng cũng không ăn thua. Thấy sức khỏe của bố ngày càng giảm sút, các con ông cũng không khỏi lo lắng. Tôi bị đau và con nó thấy giảm cân nhiều thì nó rất lo lắng, nó mua sâm Hàn Quốc về tôi cũng cũng uống thì thấy sức khỏe nó có lên được một chút nhưng bệnh dạ dày thì nó vẫn cứ đau, không cải thiện tưởng chừng sẽ phải sống chung với căn bệnh dạ dày này suốt quãng đời còn lại nhưng nhờ mai thay một lần tình cờ xem tivi biết đến thực phẩm chức năng sản phẩm bình vị thái minh tốt cho người bị trào ngược viêm loét và đau dạ dày đặc biệt sản phẩm này đã được đại học y hà nội nghiên cứu và chứng minh tác dụng nên ông lại càng tin tưởng ông ra ngay hiệu thuốc gần nhà mua liền sáu hộp bình vị thái minh về dùng ông vui mừng chia sẻ lại tôi uống khoảng độ một tháng thì thấy là uống đến đâu là nó đỡ đến đó đặc biệt là cái trào ngược là đỡ hẳn tôi uống tiếp một liệu trình thứ hai nó giúp tôi gần như thấy khỏi hẳn thì hiện tại ấy tôi thấy không đau nữa yên tâm nhất thế là cái cào ngược và nóng cổ họng không thấy còn nút vướng phải thừa nhận là hết và cái đau đêm ấy của dạ dày ấy là không còn nữa làm cho tôi khỏi cả cái dạ dày và cái cào ngược ấy. đặc biệt là ngủ tốt hơn và ăn thì ngon hơn tâm trạng phấn khởi lắm vâng thưa quý vị Vậy là Bình vị Thái Minh đã giúp ông hội thoát khỏi căn bệnh trào ngược dạ dày và đau dạ dày. Còn quý thính giả, nếu có bất cứ thắc mắc gì về bệnh, đừng quên gọi điện cho tổng đài miễn cước quen thuộc của chúng tôi 1800 1273. Thưa quý vị và các bạn, Bình vị Thái Minh là sản phẩm dành cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày với các biểu hiện như là nóng rát ngực, đau vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, đầy hơi chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 10 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 18001273. Bình vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược, sản phẩm đã được Đại học Y Hà Nội nghiên cứu chứng minh hiệu quả nên quý vị có thể yên tâm dùng từ 3 đến 6 tháng để có cải thiện tốt nhất, đồng thời ngăn ngừa tái phát bệnh sau này. Đặc biệt, bình vị Thái Minh nay đã có dạng lọ 80 viên, giúp tiết kiệm tới 85.000 đồng so với hộp 20 viên. Ngoài ra quý vị cũng đừng quên Bình vị Thái Minh luôn có ưu đãi tích điểm 6 tặng 1 bằng cách nhắn tin tích điểm, cứ mỗi lọ 80 viên quý vị sẽ được tích 4 điểm, còn hộp 20 viên thì sẽ tích được 1 điểm. Khi nào quý vị và các bạn có đủ 6 điểm thì sẽ được gửi tặng miễn phí một hộp Bình vị Thái Minh 20 viên. Phần quà này sẽ được gửi về tận nhà mà quý vị không bị mất thêm bất cứ một chi phí nào. Và quý vị cũng đừng quên 10 phần quà may mắn, mỗi phần quà là một hộp bình vị Thái Minh trị giá 170.000 đồng, vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi đến tổng đài của chúng tôi là 18001273. Xin đừng nhắc lại, 18001273.